Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Ghana Free Fire họ đã bán trở lại đó là một số cái ba lô hàng hiếm ngày xưa. Ví dụ như ba lô con gà. Cái ba lô này thì hồi xưa các game thủ Free Fire rất là hay sử dụng. Và tôi thấy trong giải chuyên nghiệp cũng khá nhiều người dùng. Và có một cái bất ngờ nữa là họ bán lại cả cái ba lô FFCS. Thì đáng lẽ cái ba lô này ấy, thì ở một số những cái sự kiện đợt Free Fire Continental Series vừa rồi thì một số server khác họ phát miễn phí. Nhưng mà ở server Việt Nam của chúng ta thì lôi ra bán anh em ạ, với giá bây giờ là 279 kim cương. Thì cái ba lô này thực tế nó không phải quá đẹp, anh em thích thì mua, không thích thì thôi. Đấy, nhưng mà cái này tôi thấy hơi lạ, tại vì mấy server khác thì họ bán cái ba lô, à họ phát miễn phí cái ba lô này. Đấy, nhưng mà server Việt Nam thì cái đợt đấy không thấy phát mà cuối cùng họ lôi ra bán. Ngoài ra thì chúng ta còn có một khẩu Groza FFCS nữa, nhưng mà cũng chưa thấy bán ở server Việt Nam hay là phát miễn phí gì cả. Đấy, ở bên mấy server khác thì họ đã cho ra cùng với cái khẩu M4A1 FFCS rồi. Đấy, thì nói đến cái chuyện Groza ấy, thì ngày hôm nay thì bên Ghana Free Fire họ lại hơi trái lệ một tí so với cả các nước khác. Ví dụ như là các server khác thì hôm nay họ đều ra khẩu AUG thời không, nhưng mà riêng Việt Nam chúng ta lại chơi mình một kiểu đấy, lại ra khẩu Groza Graffiti. Nhưng mà thôi thì khẩu này cũng ngon, tại vì khẩu Groza Graffiti này là khẩu súng trường mạnh nhất trong game từ trước đến giờ. Và bởi vì là Groza là khẩu súng trường mạnh nhất, mà cái khẩu Graffiti này là khẩu skin huyền thoại tăng một tốc độ bắn cộng thêm với cả tăng hai tầm xa, nên thực sự đây là hai chỉ số rất quan trọng với khẩu Groza này. Nên có thể nói thì đây là khẩu Groza mạnh nhất ở trong game, mà cũng là khẩu súng trường mà có sát thương cũng như là cái hiệu năng tốt nhất ở trong Free Fire ở thời điểm hiện tại, nếu mà chúng ta tính cả những cái súng có skin súng. Đấy, ok, bây giờ thì mình sẽ mở xem bao nhiêu lucky thì sẽ có thể ra được cái khẩu Groza này nhá. Ok, xem mất bao nhiêu. Tôi nghĩ chắc nó phải đâu đó khoảng 100 lucky. Mình vẫn còn một ít cái vé vòng que bắn súng. Nói chung thì cũng không phải son lắm. Một công việc sơn đặc trưng giống như chủ sở hữu của nó phải. Cái này là súng này, súng sơn thật anh em ạ. Người ta hay bảo là Ghana Free Fire sơn súng, mà cái này súng sơn thật sự. Tại vì graffiti nó là cái nghệ thuật mà chúng ta vẽ, chúng ta sơn lên tường ấy. Thì cái này nó đúng là sơn súng thật sự luôn, chứ không phải đùa nữa. Một công việc sơn đặc trưng, bó tay luôn. Cái này mà nhiều anh em thích cà khịa lôi ra cà khịa đây. Thì cái khẩu Groza Graffiti này nó đã ra mắt ở các server khác độ tầm đâu đó khoảng nửa năm trước rồi, nhưng mà sau đó thì nó mất tích và không bao giờ thấy nó ra mắt ở server Việt Nam. Có hai cái bộ này, nó có hai khẩu, một là khẩu Groza Graffiti, hai là khẩu AWM Graffiti. Những hai khẩu này đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ có Groza Graffiti được ra mắt thôi. Và thực sự thì nó cũng hơi bất ngờ, tại vì các server khác họ đều ra khẩu AUG thời không. Tại vì đợt gần đây thì khẩu AUG là khẩu súng đang rất là hot, được sử dụng trong rất nhiều giải đấu như anh em leo rank ở tử chiến hay sử dụng AUG thay cho vị trí XM8. Nhưng mà bên Ghana Free Fire Việt Nam chơi mình một kiểu anh em ạ. Đấy, mở nãy giờ vẫn chưa ra nhỉ, hơi cay rồi đấy. Và mở nãy giờ vẫn chưa ra anh em ạ, hơi đen. Hơi đen, bao nhiêu kim, bao nhiêu lucky rồi, và tám mấy lucky rồi chưa ra. Tôi nghĩ chắc là mở thêm tầm một phát nữa là ra thôi. 104 lucky rồi, thôi ra đi bạn ơi, vẫn chưa ra anh em ạ. Hôm qua anh em thấy tôi quả đốt 15.000 kim cương cho cái bộ viêm ngục không? Vâng, cho bộ viêm trụ không? Vâng, khổ thật sự luôn. 137 lucky rồi. Khẩu này có lẽ là bởi vì bên Nga nào đánh giá đây một khẩu súng mạnh. Vâng, nên bây giờ tôi mới nhận, tức là tôi tốn 140 mấy lucky mới có thể nhận được khẩu Groza Graffiti này. Nhưng đây là một skin súng anh em nên sở hữu nhá. Bởi vì là thực sự thì nếu mà anh em leo rank mà hay đi loot thính ấy, thì thực sự khẩu Groza này là một khẩu rất là mạnh. Và cái khẩu Groza này thì tất nhiên là sức tấn công của nó ấy, thì hơn hẳn so với Groza Giáng sinh. Giáng sinh thì sẽ hơn chúng ta đó là hai cái tốc độ bắn thôi, nhưng với khẩu Groza thêm một tốc độ bắn khá là ok rồi, vì cái độ ổn định của nó rất là cao. Và thực sự thì cái khẩu Groza này nó bắn rất là phê luôn, và bắn rất là êm tay. Và thêm nữa thì với cái việc mà nó tăng tầm xa, thì cái khẩu này bắn ở cái tầm xa thì sát thương của nó không bị suy giảm đi quá nhiều. Và căn bản Groza là cái khẩu súng mà có sát thương rất là lớn, nên là cái việc mà chúng ta sử dụng Groza ở trong những cái pha giao tranh ấy thì cũng không nhất thiết là phải kéo tâm hay là vô tâm. Ở trong những giải đấu, nếu mà các bạn hay xem đấu trường sinh tồn hay là xem một số giải đấu bên nước ngoài, ví dụ như Pro League của Thái Lan hay là giải Brazil, giải LBFF Brazil ấy, thì các bạn sẽ thấy là các game thủ sử dụng Groza rất là nhiều. Đơn giản bởi vì khi mà không có skin súng ấy thì Groza là cái khẩu súng trường mạnh nhất, và kể cả khi mà có skin súng mà tăng tốc độ bắn ấy thì Groza nó vẫn là một cái điều gì đấy nó quá kinh khủng luôn. Ví dụ như là trong một số những giải các
custom mà có sử dụng skin sống ấy, thì Groza nó vẫn luôn được ưu tiên. Đơn giản vì nó là súng thính, thì các bạn biết là không có khẩu súng nào mà sát thương của nó nhẹ nhàng vào giáp thôi mà đã là 23-25 cả. Ví dụ như bình thường những khẩu như Scar hay là M4A1 mà bắn vào giáp 2 thì nó chỉ rơi khoảng mười mấy sát thương. Tuy nhiên thì với khẩu Groza này thì khi mà bắn vào người ấy, 25-27-29 sát thương ở chuyện bình thường. Ngoài ra nếu như mà bắn ở tầm đủ gần thì nó có thể gây ra tới đó là khoảng 31-33 sát thương. Thì thực sự đây là một cái sát thương rất là tốt, cũng như là cái khẩu Groza nó có một cái độ ổn định rất là cao. Nếu mà so với cả những cái khẩu có độ giật cao như AN94 hay là K47 thì thực sự Groza thì cái độ ổn định nó cao rất là nhiều. Cho dù là bạn có thể là không có cái tay cầm hay là có tay cầm thì cái khẩu Groza bắn rất chính xác. Thế nên là đấy là lý do vì sao mà trong giải đấu thì các em thủ nói chung là không có súng gì thì họ đều cho dù họ có AK, có M4A1 hay SK thì cho đến cuối ván đấu thì nếu mà có cơ hội lấy Groza thì họ đều lấy Groza. Và Groza nó cũng sẽ thích hợp với cả những bạn mà không biết vô tâm, tại vì là với những người mà không biết vô tâm ấy thì chúng ta sẽ cố gắng là tấn công vào những cái bằng những cái súng gì mà có tổng sát thương lớn nhất là được. Ví dụ như nếu mà bạn muốn bạn mà là một người có khả năng kéo tâm tốt thì bạn đơn thuần là bạn cứ chơi những cái khẩu có tốc độ bắn nhanh. Tuy nhiên thì ví dụ như nếu mà mình không phải là người vô tâm tốt mà mình chỉ bắn vào thân thôi, mình chỉ biết gọi kỹ năng vô tâm vỡ giáp thôi, thì mình sẽ cố gắng là lấy những cái súng gì mà có tổng sát thương càng lớn càng tốt. Tức là chúng ta bắn trong cùng khoảng thời gian thì chúng ta gây được càng nhiều sát thương thì chúng ta sẽ càng có lợi. Đấy, thì đấy là cái quy tắc mà làm sao để cho chúng ta có thể gọi là tối ưu hóa được cái lượng sát thương gây ra. Thì về cơ bản thì cái khẩu này ngon hơn so với khẩu Groza Giáng Sinh. Khẩu Groza Giáng Sinh tăng tốc độ bắn nhưng mà cái tầm xa của Groza Giáng Sinh tất nhiên không phải sánh với khẩu này được. Khẩu này thì một điểm trừ nó đó là giảm đi một chút về băng đạn, nhưng mà thực sự thì cái băng đạn nó không là cái vấn đề gì với khẩu này. Thì khi mà mình thấy là lắp đăng đạn 3 vào thì khẩu này vẫn có tới đó là 45 viên đạn, và đây là một số lượng đạn rất là lớn. Và thực sự thì cái khẩu Groza này bắn nó khá là ổn nha anh em nhé, bắn nó rất là tốt luôn. Và thực sự thì cái khẩu này thì theo mình anh em nên sở hữu trước khi mà khẩu này đóng lại, tại vì cũng hiếm khi mà Groza có cho mình một skin. Cái skin gần đây nhất của Groza là Groza Thách Thức thì nó lại khá là phế và nó không có tốc độ bắn, nên là anh em vẫn dùng Groza Giáng Sinh nhiều. Tuy nhiên thì với những anh em mà thích Groza thì thực sự cái khẩu Rafiti này là một khẩu đáng để sử dụng, và mình thấy server nước ngoài họ mua khẩu này khá là nhiều. Ok, chia tay với cả cái phần review sớm về khẩu Groza Giáng Sinh thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bên server Thái Lan. Vì bên server Thái Lan thì họ đang có một sự kiện khá hay và nó cũng sẽ hé lộ một số những cái đồ mới mà sẽ ra mắt ở bên server Việt Nam. Hôm trước thì mình cũng đã có review cho anh em, đó là cái khẩu M79 Kimetsu no Yaiba, khẩu M79 Phong Hỏa Luân cũng như là khẩu P90. Thì hai cái khẩu đó thì nó cũng rất là ngon lành, và nếu như mà server Việt Nam mà mang cái khẩu M79 đấy về thì chắc là họ sẽ đưa trong vòng quay may mắn. Tuy nhiên ở bên này họ đang có một sự kiện đổi rất nhiều những cái đồ mang tính kinh dị. Đấy, ví dụ như là cái bom keo này, chúng ta sẽ có một cái bom keo địa ngục. Và cái bom keo này thì nó đã được hé lộ từ thời OB24 rồi, nhưng mà đến bây giờ thì nó mới được đưa vào trong cái bán ở trong Free Fire. Cái bom keo này thì mình nhớ là mình đã hé lộ nó từ cái hồi ra cái bộ quỷ dạ xoa. Và trong khi đó thì chúng ta sẽ có hai bộ đồ mang tính kinh dị mới, đó là bộ bông hồng đỏ. Và tôi không biết là cái này nó là theo văn hóa nước nào, nhưng mà nhìn quả mặt nạ này trông kiểu không muốn mua luôn anh em ạ. Vâng, kiểu mặt nạ này nhìn trông chả muốn mua luôn. Và cái bộ này thì không biết là nó có liên quan đến cái bộ rock hồng đen mà nó sẽ chuẩn bị ra mắt hay không, nhưng mà cái này có lẽ nó là văn hóa của một số những cái nước ở Mỹ Latin nên là họ sẽ thích mấy kiểu đồ kinh dị như này. Đợt này thì bên Nga nào bán hai cái bộ đồ này, đeo bông hồng đỏ và bộ đồ bông hồng đỏ nữ nữa. Thì nói chung là nó cũng theo cái kiểu phong cách kinh dị điên loạn, và kiểu như anh em nào mà thích kiểu Joker ấy thì cái này thì chắc là rất hợp cho anh em. Chứ còn ví dụ như tôi thì chắc là thôi. Và này tôi nhìn trông này trông ám ảnh lắm anh em ạ, nên chắc là thôi. Đấy, nhưng mà cái bộ này được cái tóc trông nó cũng khá thú vị. Và tóc có hai cái chóp kiểu sừng sừng. Đấy, dạo này tôi thấy nhiều người hay mọc sừng lắm, nên là nếu mà anh em nào thích phong cách mọc sừng anh em có thể lấy bộ này. Ở trong cái sự kiện này ở bên Thái Lan thì họ bán lại luôn đó là hai cái bộ đồ đợt trước, bộ đồ tiệc bất ngờ, cái bộ đồ sinh nhật 3 tuổi. Thì
cá nhân tôi không nghĩ là bên Nga nào sẽ bán lại mấy cái đồ này sớm như vậy. Nhưng mà bên Thái Lan thì họ bán lại luôn. Ví dụ như là cái bộ tiệc bất ngờ nữ này là cái bộ đồ miễn phí mà bên Nga nào họ cho vào trong này họ bán luôn. Đấy, nói chung là tầm này có gì bán hết. Kể cả bộ thỏ phi hành này là bộ đổi miễn phí toàn server bán hết. Còn cái cánh này thì bên Thái họ phải bán đi bán lại mấy lần rồi anh em ạ. Đây là cái khăn bịt mặt sát thủ. Đấy, cũng bán lại luôn. Nói chung là cái gì ra tiền mình bán lại hết. Đấy, thì không biết là mấy cái đồ này thì bao giờ sẽ về server Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ là mấy cái bộ đồ bông hồng đỏ với kinh dị này thì chắc là mang về Việt Nam sẽ ế thôi. Đấy, tôi cũng thử mua 10 hộp để xem là xác suất nó ra như nào. Thì nó cũng ra được đồ vĩnh viễn anh em ạ. Và nó cũng ra đồ vĩnh viễn. Đây, ra đồ vĩnh viễn khá là ngon. Đấy, trông cái tóc bông hồng đỏ này trông cũng được. Đấy, anh em nào thích phong cách kiểu bên cụp bên xòe thì anh em có thể lấy cái hộp này. Ok, thì đó là cái phần mà mình review về cái khẩu Rafiti mới cũng như là hai cái bộ đồ kinh dị sớm ra mắt ở bên server Thái Lan. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.